Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi là Blay Gà Tuner Ben Ben. Tôi là Ben Ben 4, Ben Ben 5, Ben Ben 6 VS Dark Manta, Green Manta, Ban Lai Manta, Loan Chunga. Ok, for Blay Gà Tuner Ben Ben 4 now, is the movie. Ok, Blay Gà Tuner Ben Ben 4. Bắt đầu gặp con Celestator này. Và sau đó mình sẽ nhặt con Overlapper này nhá. À, đã nhặt xong, mình sẽ vào trong kia. Chỉ mình gặp con Zetter có tên thật là Bitter Wiggle. Bắt đầu mình sẽ vào trong đây. Cho đi bay được con nút đỏ này nhá. Sẽ gặp con Zetter ở bên trong đây. Ok, cửa đã mở và mình sẽ đi vào trong đây. Oh, what? Oh. What's happening? Zetter nó đuổi theo. You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Okay, sẽ vào trong đây gặp con thằng lý sách. Do you have any food? Rất tơ. Rất tơ nó đuổi. These toad stars never disappoint, partner. Okay. You think he recognized you? Try again. Now knows we're not in the kingdom. Let's grab the party, get out of here. Bolity Jessica đã tiến nào, bắt đầu mình sẽ trở vào lại nhé, chơi chiến thắng của con Zetter. Để bắt đầu cho đi bay đập lại lúc này nhé. Em bắt đầu sẽ đi vào lại. What's happening? Cái tờ đang cản. You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Okay, sẽ gặp lại con hungry snake. I'm a hungry snake. Do you have any food? Okay, bắt đầu chạy. Chúng ta có con rất tờ chết luôn. Okay, sẽ đi qua cửa. Never disappoint, partner. À, con... You think he recognized you? Đã đuổi con ơi. He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the party, get out of here. Ok, cửa này đã mở, bắt đầu mình sẽ sang bên này. Chuẩn bị vượt qua trốn thoát của con Nam Nam nè. Wait, I know my enemies. We're being stalked. Bắt đầu mình sẽ These nhặt fans con are interconnected. Ô là bớt này lên. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell chúng which ones vào. Are rigged. Okay. We just need to figure cái it out. Thông gió này nhá. Ok, con Uberbird không kêu và mình sẽ tiếp tục đi. Uberbird mà kêu thì mình sẽ dừng lại nhá. Mình sẽ quay cảnh giam kè cho bạn xem. Wow, bị con Nam Nam bóc cắp. Ok, try again, select. Tìm mấy mét 4, try again nào. Try again, where the Zetter is the final boss. Tôi bắt đầu đuổi nữa. Chạy thoát cả con Zetter này. Tôi chạy ra đi theo con Celestator. Mình sẽ quay cảnh trong kia các bạn xem nào. Zetter. Ok, Blitty try again now. To be the candidate. Try again.
The naughty ones are escaping. Tôi bắt đầu đuổi nhá các bạn nhé. Mình sẽ bắt đầu chạy tiếp luôn. Boss final của Zetter. Mình sẽ chạy theo con sư Zetter kia nhé. Ok, nó bắt đầu đuổi. Mình chạy lùi nhá. Ok, đến phần cuối đây rồi. Rồi Zetter vẫn đang chạy lại nhá. Ô, và đây sẽ có con Stinger Flynn. Ok, đang phải. Down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Okay, nó hoàn thành. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục sang nghe gạt tin ở bên nào. 5 and 6 now. Ok, gạt tin bên 6. And next goes over the tin ở bên 6 now. Let's go. Okay, try again, let's go now. Starting game, you have to know Batman 6 is a grim. 6-8. Okay, let's go. Okay, sẽ vào đây gặp con nào. Sẽ lắp ghép các tượng này, đúng rồi. Tên ở dưới nha, qua sleep. Letter sleep and kit để nụ hôn. Ok, đống lửa sẽ cháy lên. Ồ, quá rồi, mình sẽ chọn lại nha. And scroll and cry. Ok, Zetter coming here. Ok, nó đang chạy dần lại đây nè các bạn này. Zetter coming here. Nó đang chạy đuổi theo mình nha các bạn nè. Có một cái trụ ở dưới cùng này mình chưa tô. Đã chưa lắp ghép. Mình sẽ lấy cái vật phẩm này nhé. Đầu tiên mình sẽ cay dăm ke cho bạn xem. Đúng rồi. Dăm ke nào. Ok, try again nào. Try again là mình find second the winner. First play some care and second play winner. Now let's go. Bắt đầu mình sẽ lắp ghép các tượng này đúng với cái tên ở dưới nhá. Sleep. Đang đúng sleep rồi. And kick. And low. Oh, quá rồi. Low là smile. Ok, tiếp tục sang bên này. And scroll. Tiếp tục xong Cry nào. Zetter coming here. Ok, Zetter bắt đầu xong vào đây nhé các bạn này. Ok,
lại khóa rồi. Bắt đầu chạy chúng ta khỏi Nether rồi, nó bắt đầu đuổi tiếp rồi. Nó câu nó ra ngoài tận cuối cùng bên này nữa. Và nó sẽ chạy sang bên kia. Cái này nó đang đuổi. And round. Okay, xong. Mình sẽ lên miếng ghép này nữa. Cây hoa. Bắt đầu sẽ chuẩn bị lắp ghép sang kia. Ok, nó vẫn đang đuổi. Mình sẽ lắp ghép vào đây và chui xuống tuyển tới kia. Đã thoát được con Zetter. Ồ, xuống đây gặp con Zomozo này. En Seriutator. En Stimulu. Heavy Man Man. Mình sẽ lấy búa để phá những cái này ra nè. Okay, lấy cái chìa khóa này. Xem, đã mở được chưa? Oh, vẫn chưa mở được, cho các nhân vật bên kia. Giải thoát các nhân vật này nữa các bạn này. Giải cứu các nhân vật. Oh, đây có một con chó này, con dog này. Nhân vật mới. Cửa này vẫn đang trong update nha các bạn nè. Cái okay, Next Blazer Glimmanter Survivor. Kizu bắt đầu vào đây. Sẽ sắp các nhân vật này. Sẽ tìm Kizu cho các nhân vật vào cái thùng rác bên này nhé. Sẽ mình sẽ bắt các nhân vật lại. Trên đây có một con sẽ tìm Kizu chuẩn bị xuất hiện dưới kia. Bắt cái nhân vật lại đi. Cho nó ở cái thùng rác xanh này. Tiếp tục cho vào cái tiếp này. Okay, có một thùng nhân vật này nữa. Mình sẽ để răm ke đó anh xem nào. Cho hết thời gian để răm ke nữa. Là 8 giây này. Có một con sẽ tìm cái dù ở trên mặt trên này. Mình sẽ đợi con setting cái dù trên kia rơi xuống nha. Nó sẽ răm ke. Xuống này.
Sonic gạt tiền man man à tuli nào. Ok, gạt tiền man man tuli is the boss final mode the zetter. Bây giờ sẽ bắt đầu chơi nhé. Try again nào. Mình sẽ quay cảnh giám kê thôi. Tiếp tục mình sẽ chuyển chơi Dark Mountain Light Jungle. Dark Mountain Light Jungle is a bad now. Nghe từ Man Man là is a movie. Mình sẽ chơi lại từ đầu nhé. Two batteries for this remote. Battery. The last one to start playing. Where are you, little battery? Oh, cho nó quay đầu vào đúng rồi nhé. Một cửa update mới. Đây sẽ được thu thập các gam mình ghép. À, sẽ được ghép từng cái một này. Mình tự thu thập hết tất cả này. Sẽ nhập được từng cái một thôi nhé. Còn một cửa này mới update này. Ok, lấy cái đầu này. Bốn rồi. Còn hai cái bên này nữa vậy nè. Đây có một cái chân ở trên kia. Sẽ đưa tắt tờ. Tôi quay trở lại bên kia. Sau này mở cửa bên này. Các quái vật mình tờn. Em mất quá. Giúp ra gắn tù xoay ít nào. Find bullets for me now, before they overwhelm this place.
bán đồ tùm các Manter kìa. Bắt đầu cho bullet ở dưới đây chân này. Đây, bắn con ở xa mất đây. Cái tiếp tục lên này tìm cái bụi lên. Giờ bật lên một ly Manter Fort. Mình sẽ chơi cửa này chơi lại từ đầu nhé các bạn nào. It's a new game, play now. À, gặp con Chapter. Ok, select try again. Để tiếp tục lấy cái remote này nhé. Ồ, gặp lại Queen Bonacy này. Tiếp tục lấy cái thẻ này. Cho nó bay đầu của nó đỏ này nha. Thật là con Chapter. Cái này phải nhặt từng cái một này. Chapter vẫn đang di chuyển theo cái đường vòng tròn kia. Tiếp tục di chuyển qua bên kia. Chút nữa em bị phần chép bên tường đó bạn. Sang lấy nốt vật phẩm bên kia nhé. Đây các cây nấm này. Okay, cho vật phẩm cuối cùng vào trong đây để lấy cái thẻ nhé. Ok,
Để xem mấy con vịt lắp ghép vào đấy tiếp nào. Tiếp tục còn một rồi, còn cứ cho vào đấy nốt này. Đúng không? Chắc cái tờ xong lại đuổi này. Ồ, chạy mạo. Mình lên tàu chặt nha. Kìa, chắc cái tờ đang đuổi. Select the Palm Line Hunter 4 now. Theo con Quimosina sang kia. Ok, nhà có các cầu trượt này nữa. Bập bênh nhảy cao lên á. Ok, sau. Ok rồi, chạy bên này. Mà có các chướng ngại vật này. Tiếp tục sang bên kia tiếp nào. Chỗ này bay đập vào nước đỏ sẽ sang kia chuẩn bị gặp con Quimonesina kia. Nó sẽ vào trong đây. Để vào trong đây. Chúng mình gặp Queen Morrisina. Queen Morrisina bắt đầu xuất hiện nha. Oh, yeah.
Ok, lấy cái tên là bên bên file nào. Ok, bắt đầu mình sẽ chơi phiên bản bên bên khác nhé. Sẽ tìm cái gì mốt. Cách chơi cũng tựa tựa giống gà bên, là tìm bên bên one nhé. Cho đây bay đập vào nước đỏ này. Tục sang kia gặp con nào, ui đã bớt. Đi tìm các quả trứng nhá. Tục cho đứa bay đầu vào nước đỏ này. Đây là Chucho Select Obelabert, Chucho Obelabert. Có mấy kia để lấy cái búa nè. Nhật gọn. Để tiếp tục di chuyển ra bên kia. Để chuẩn bị chúng ta vào con Obelabert bên kia nha các bạn nha. Nhật gọn. Let's go. Con Chocho Obelabert kia sẽ chuẩn bị sang nhá. Lần này mình sẽ trốn thoát vào nó. Cái bắt đầu chạy. Try again nào. Okay.
đoạn nước phải nhảy. Rồi để bài đọc lại nha. Ok, thành phố quá trình và lý sức khỏe mẹ chân ổ với bài sơ ghen.